Bây giờ chúng ta vào ví dụ 4, tính diện tích của hình phẳng H giới hạn bởi đồ thị hàm số y bằng căn bậc 2 của x chụp hoành và đường thẳng y bằng x trừ 2. Nào bây giờ chúng ta vẽ hình. Cái y bằng căn bậc 2 của x, y bằng căn bậc 2 của x thì suy ra được là gì? Suy ra được x bằng y bình phương. X bằng y bình phương. Như vậy chúng ta thấy chúng ta sẽ vẽ được cái đồ thị x bằng y bình phương ngay. Bây giờ chúng ta coi như cái này là trục tung, coi này này là trục hoành và đổi ngược, đổi ngược hai biến, này là y, này là x, đúng không? Thì nó là một cái parabol theo chiều này. Nào, tiếp tục và đường thẳng y bằng x trừ 2, y bằng x trừ 2. Ở đây chúng ta lưu ý này, y bằng căn x, y bằng căn x ở đây thì x và y đều phải thế nào? Y đều phải lớn hơn hoặc bằng không. Cho nên cái nhánh bé không này chúng ta bỏ, đúng không? Đấy, nhánh bé không này chúng ta bỏ, chúng ta lấy nhánh lớn hơn không thôi. Vì là để cái này có nghĩa thì x và y nó đều phải lớn hơn hoặc bằng không, tại cái không có nhánh như này. Và đường thẳng y bằng x trừ 2, y bằng x trừ 2, x bằng 0 thì y bằng âm 2. Y bằng 0 thì x bằng 2 và hai cái này cắt nhau tại đâu? Chúng ta giải xem nó cắt nhau tại đâu nhé. Căn x bằng x trừ 2, vậy x sẽ bằng gì? X bình phương trừ đi 4x cộng 4, vậy sẽ là bằng trừ 5x thì bằng 0. Vậy chúng ta xem nó cắt tại đâu. A cộng B cộng C bằng 0, vậy suy ra được là x bằng 1. X bằng 1 thì nó cắt ở dưới này, đúng không? Và x bằng 4, vậy nó cắt nhau tại x bằng 4 ở đây. Đây, và cái miền hạt là miền này. Nào bây giờ chúng ta xem làm sao để chúng ta tính được cái đường phía trên là đường y bằng căn x rồi, đúng không? Tuy nhiên cái đường phía dưới này, phần này thì là y bằng 0, còn phần này thì lại là y bằng gì? Bằng x trừ 2. Nào, như vậy chúng ta sẽ từ đó thì chúng ta sẽ chia nó làm hai phần, phần này cộng với phần này, đúng không? Vậy cái diện tích F đó chúng ta sẽ biết bằng gì? Phần đầu tiên là gì đây? X chạy từ 0 cho đến chỗ này là 2. X chạy từ 0 đến 2, đúng không? Tích phần từ 0 đến 2 của hàm F, giá trị tuyệt đối của Fx là giá trị tuyệt đối của căn x. Nên nó luôn dương rồi, vì cái này dưới nó là trục hoành rồi, đúng không? Để cộng với tích phân từ 2 đến 4 của gì đây? Hàm trên là căn x trừ đi hàm dưới là x trừ 2, giá trị tuyệt đối của dx, đúng không? Một hàm là căn x, một hàm là x trừ 2. Vậy từ đây thì chúng ta sẽ dễ dàng tính ra được cái diện tích S ngay. Và bây giờ chúng ta có một cách nhìn khác như sau. Chúng ta sẽ coi như chúng ta sẽ đổi hai cái trục này lại, đúng không?
Đúng, chúng ta sẽ coi như nó là biến y. Vậy chúng ta sẽ có gì? Đây là đường y bằng 0. Và đây là đường gì đây? Cái này là y bằng mấy? Y bằng 2. Đúng không? Y bằng 2. Và vậy nó sẽ được giới hạn bởi y bằng 0 này, y bằng 2 này. Và cái này chính là gì? X bằng y cộng 2. Còn cái này là gì? X bằng y bình phương. Vậy giới hạn nó được giới hạn bởi các đường gì? Y bằng 0, y bằng 2 và gì? Y bằng x trừ 2 thì chúng ta biết bằng x bằng y cộng 2. Và y bằng căn x thì x bằng gì? X bằng y bình phương. Vậy chúng ta đổi biến là biến y đi. Thì diện tích F được xác định bằng tích phân gì? Y chạy từ 0 đến 2 của giá trị tuyệt đối. Y bình phương trừ đi y cộng 2. Đấy. Và ở đây là dy. Thì như vậy chúng ta cũng tính được. Vậy tóm lại là chúng ta có thể là đổi biến để chúng ta tính theo biến y. Chúng ta nhìn này, đây theo chiều này thì là hàm trên là luôn là y cộng 2, còn hàm dưới luôn là gì? Luôn là y bình phương rồi, đúng không? Còn việc trình bày chi tiết thì các bạn tự trình bày cho thầy nhé. Cái này tính các tích phân này thì khá đơn giản thôi.